chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook lách để không phạm quy định tuyệt mật về danh sách lãnh tụ đảng. Bản tin của hãng Reuters vào ngày 12 tháng 1 của tác giả James có tựa đề tin nóng từ siêu cúp, cách né tránh lệnh cấm suy đoán về đảng trên mạng xã hội. Theo nhận định của tác giả, James đang có tình trạng cư dân mạng sử dụng cách lách khi viết những vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam liệt vào danh mục tuyệt mật. Đây là hình ảnh Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà dùng tựa đề Vòng 2 siêu cúp Việt Nam để bình luận về tin hốt lọt ra từ các cuộc họp kín của Đảng, Ban về nhân sự lãnh đạo Đại hội Đảng lần thứ 13. Tác giả Reuters cũng đưa ra ví dụ bài viết trên trang Facebook của chủ tài khoản được nhiều người biết đến là Lê Nguyễn Hương Trà mà ông mượn tựa đề làm nhan đề bài viết. Cụ thể, bài viết tiếp tục nóng hổi với siêu cúp bóng đá Việt Nam đăng trên trang cá nhân của Lê Nguyễn Hương Trà vào ngày 9 tháng 1 không có một chữ nhắc đến các tên vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ kế tiếp. Thay vào đó, chủ tài khoản Lê Nguyễn Hương Trà chỉ nhắc đến như đội Đông Anh hoặc đội Quảng Nam hoặc cầu thủ số 1 Hà Nội hoặc là đội tuyển nữ tỉnh Quảng Bình hoặc lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nhiệm kỳ 2021-2025, v.v. Chủ tài khoản Hương Trà cũng bình luận, cơ hội cho các đội phía Nam coi như hết và tuyển nữ yếu thế, cuộc chơi chỉ còn lại cho các đội Đông Anh, Quảng Nam, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh. Tác giả Pearson cũng cho rằng đây là phương cách sáng tạo của cư dân mạng nhằm phá vỡ mạng thông tin bị chính quyền bưng bít. Theo đó, quắc Facebook ví phe của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người xuất thân từ huyện Đông Anh, Hà Nội là đội Đông Anh. Phe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người từ Quảng Nam là đội Quảng Nam. Vào ngày 3 tháng 11, ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1722 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước. Theo đó, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai được xếp vào loại thông tin tuyệt mật. Nhà báo Tự do An Thổ Thuấn, phóng viên Trấn Hưng TV nói trên trang Facebook rằng tìm cách lách khi bàn luận tiết lộ tin thật hay tin đồn về nhân sự đảng có hai lý do như sau. Họ không nói thẳng, ví dụ như Đông Anh là ai hoặc là Quảng Nam là ai, đại loại họ sẽ dùng cách nói bóng, nói gió. Và không có ai dám khẳng định đó là chính xác, giả sử có tin do gì đi nữa, người ta cũng không dám nói là đúng, nên người ta sẽ không bao giờ nói chính xác. Đây là hình ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ phải nói bóng, nói gió là như vậy. Người Việt Nam thừa biết cái trò quy chụp. Ví dụ như nói ra mà đến lúc quy chụp thế này thế kia thì đương nhiên ảnh hưởng đến họ, nguy hiểm cho họ thì họ phải nói bóng, nói gió mà thôi. Chuyện đó là bình thường. Ra ngoài vỉa hè, tin tức rò rỉ lúc đó có thể nói thẳng, còn đưa lên mạng thì nói bóng, nói gió. Còn blogger Nguyễn Vũ Bình, người đã từng viết cho tạp chí Cộng sản, nhận định rằng quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không hạn chế được những tranh luận sôi nổi về việc sắp xếp lãnh đạo tại Đại hội Đảng lần thứ 13, dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2. Ông nói đây là cách viết, cách nói đã có từ rất lâu nay. Theo dõi các Facebook mà viết từ trước khi có văn bản đến sau khi có văn bản đó thì mình không thấy có được sự khác biệt theo cách viết. Theo suy nghĩ của tôi thì không phải là do có văn bản mới về tuyệt mật của nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đâu, mà đây là cách của những Facebook họ đã viết từ trước, cách thức viết như thế. Và cũng có những khía cạnh coi thường cái việc sắp xếp lựa chọn của Đảng trong đó nữa. Một người khác cũng ví các phe nhóm tranh giành quyền lực như các đội bóng đá là Facebook Bùi Văn Thuận. Ông tự xưng là cha giả dân tộc trên trang Facebook và gần đây đông đưa thông tin đại loại như sau. Team của Lại Đà, Đông Anh vẫn không chịu rời sân bất chấp tuổi tác, bệnh tật và điều lệ 7. Team Quảng Nam cũng không chịu về, cũng đòi ở lại làm trường hợp đặc biệt như ai kia. Team Đuông Dừa Bến Tre sẽ về, vân vân. Đây là hình ảnh Team Đông Anh, ngụ ý là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Team Quảng Nam, ngụ ý là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Team Đuông Dừa Bến Tre, ngụ ý là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đài Á Châu Tự Do cũng đặt câu hỏi vì sao ông chọn cách viết như thế. Ông trả lời qua tin nhắn như sau. Có 3 lý do để chọn cách viết đó. Thứ nhất là tránh nặng nề về mặt chính trị. Viết kiểu hài hước, nhẹ nhàng sẽ làm những người mới đọc tìm hiểu về mặt chính trị dễ tiêu hóa hơn. Thứ hai, người Việt cuồng bóng đá. Viết kiểu đó sẽ thu hút độc giả và sự mạnh dạn trao đổi, bàn luận và thậm chí là cười nhạo các team chính trị.
Thứ hai cũng là cách né quy định tuyệt mật của chế độ. Viết kiểu bóng đá, các team, cầu thủ, ông bầu sẽ làm cho người đọc thích thú và giúp họ cảm giác an toàn. Thêm lý do nữa là ý ẩn dụ. Ví dụ, chính trị ở Việt Nam chỉ như trò giải trí bóng đá, nhưng với các team, trọng tài, ban tổ chức đều từ một mẹ, đó là trò vừa đá bóng vừa thổi còi. Lý do thứ ba là viết như vậy cũng là cách để né kiểm duyệt của Facebook. Tuy tôi không thoát, vẫn bị Facebook ẩn sát thút đó ở Việt Nam, ông nói. Có vài tài khoản Facebook ở Việt Nam có tôi trong đó khi viết bàn bạc bình luận về chính trị nước nhà nói chung, về phe đấu đá giữa các băng đảng, băng nhóm và giữa các đồng đảng, đồng chí với nhau thì sẽ bị hạn chế và yêu cầu Facebook xóa ẩn bài của những người đó. Ông Thuận chia sẻ, chính những bài viết, điểm tin và bình luận của ông trên Facebook từ năm 2016 đến nay đã khiến ông bị nghỉ việc vào giữa năm 2017. Trước đây, ông là giáo viên dạy hóa tại trung học phổ thông. Ông nói các Facebook hiện nay phải chiến đấu ở cả hai mặt trận, đó là chế độ độc tài ở Việt Nam và một thế lộ độc tài công nghệ là Facebook. Đây là hình ảnh ông chủ Facebook Mark Zuckerberg được nhiều công dân mạng ví như một thế lực độc tài mới. Ông trình bày tiếp, điều đáng lo ngại là vì lợi ích và lợi nhuận trong kinh doanh, Facebook ngày càng có xu hướng nghe lời, tuân phục các yêu cầu phi chính phủ, thậm chí trợ giúp nhà cầm quyền Việt Nam kiểm duyệt và bịt miệng giới phản biện, bất đồng chính kiến. Chúng tôi đang phải đơn độc chống lại hai thế lực độc tài và hai thế lực đó đang có dấu hiệu rõ ràng bắt tay với nhau. Đây cũng là lý do nhiều người chọn cách viết lái đi. Facebook và các gã khổng lồ khác như Google gần đây cũng bị ân xá quốc tế tố cáo là đồng lõa với nhà cầm quyền Việt Nam, giúp chính quyền kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội. Phóng viên Reuters cũng đặt câu hỏi với Bộ Ngoại giao Việt Nam liệu rằng các loại post như của Facebook Bùi Văn Thuận hoặc Lê Nguyễn Hương Trà có vi phạm quyết định tuyệt mật của chính quyền không, nhưng chưa được xác định. Và câu hỏi được đặt ra là vì sao người dân bị cấm bàn tán về nhân sự tứ trụ? Vào hôm 30 tháng 12 năm 2020, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin về phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là loại thông tin tuyệt mật. Thông tin này được loan truyền dựa trên quyết định số 1722 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ngoài thông tin về an ninh, quốc phòng hay công tác đối ngoại, đối nội của Đảng thuộc loại tuyệt mật, một số thông tin về nhân sự hay kỷ luật nhân sự trong Đảng cũng thuộc loại tuyệt mật. Cụ thể, những kết luận, tờ trình, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai thuộc dạng bí mật nhà nước độ tuyệt mật. Thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị đề án, phương án nhân sự, Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư cũng được đưa vào diện này. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong hội nghị Trung ương lần thứ 15. Song song đó, trên trang web của Trung tâm báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho hay, Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 2238 ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định này có hiệu lực ngay kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2020. Đây được cho là lần đầu tiên nhà nước đặt phương án nhân sự cao cấp trước Đại hội Đảng vào dạng tuyệt mật. Phản ứng lại thông tin này, một số Facebook viết những dòng trạng thái trên trang mạng xã hội như tuyệt mật về danh sách tứ trụ vẫn chưa đủ làm yên lòng công chúng, mà nên bắt đầu từ danh sách lãnh đạo cao cấp của tổ dân phố. 90 triệu người dân là kiều rồi nên đành chịu, 4 triệu đảng viên cũng không biết, vào Đảng làm chi cho nhục. Còn blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng, do tình hình nhân sự cấp cao rối ren nên chính phủ phải ra những quyết định như vậy để đối phó với dư luận. Đồng thời, đây cũng là một sự răn đe, nếu như những thông tin lùng củng mà bị bung ra ngoài thì có thể họ sẽ bị bỏ tù những người đưa tin, ông nói tiếp. Cái sự ban hành nó cho người dân thấy đây là một hành động cập dập mang tính đối phó. Từ đó cho thấy trong một nội bộ cấp cao chuẩn bị Đại hội Đảng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một sự lùng củng trong vấn đề nhân sự quan trọng, đó là phần tứ trụ. Chính sự lùng củng và họ dàn xếp về con người cấp cao nhất chưa ổn thỏa và họ không muốn để cho người dân biết được điều đó. Nó vô lý vì trước sau gì chỉ mấy tháng nữa
là người dân cũng biết toàn bộ chính trị cũng như tứ trụ. Như vậy, về mặt khoa học, nó không đạt tính logic, bởi việc bảo vệ bí mật nó phải có một khoảng thời gian quy định là bao nhiêu lâu hoặc bao nhiêu năm thì mới hợp lý. Kỳ đại hội trước chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tân Dũng thôi, kỳ này thì các trường hợp đặc biệt khá nhiều. Theo dự kiến, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 và bế mạc vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội. Trước đó, Hội nghị Trung ương 15 dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 và cuối cùng đã diễn ra từ ngày 16 và kết thúc chỉ sau có một ngày rưỡi để làm việc. Tại đó, Bộ Chính trị đã báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định. Chính trường Việt Nam luôn bất ngờ với những ẩn số rất lớn và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn bưng bít những thông tin cho người dân Việt Nam cả nước. Và sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 với bản tin Facebook lách để không phạm quy định về tuyệt mật về danh sách lãnh tụ Đảng. Quý các bạn và các vị hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.